U23 Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ nhưng vẫn còn nhiều điều phải lo. Hai chiến thắng trước U23 Đảo Guam và U23 Yemen đã giúp U23 Việt Nam nắm trong tay tấm vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2024. Về mặt kết quả, thầy trò huấn luyện viên Philip Chaucier đã hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, về mặt chuyên môn, những gì mà U23 Việt Nam đã thể hiện ở hai trận đấu vừa qua rõ ràng không thể làm các cổ động viên hài lòng. Vấn đề chất lượng nhân sự. Trong cả hai trận đấu với U23 Đảo Guam và U23 Yemen, các học trò của huấn luyện viên Chaucier đều cho thấy vấn đề lớn ở khả năng chuyền bóng. Trước đối thủ quá yếu U23 Guam, vấn đề này chưa quá nghiêm trọng, nhưng đến trận gặp U23 Yemen, những đường chuyền sai địa chỉ đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến lối chơi của U23 Việt Nam, cho đến trước bàn thắng phá vỡ thế bế tắc của Bùi Vĩ Hào. Đoàn quân của huấn luyện viên Philip Chaucier đã gặp rất nhiều khó khăn trước hàng thủ có tổ chức tốt của đội bóng đến từ Tây Á. Những tình huống chạm bóng thiếu tinh tế và các đường chuyền lỗi nhịp khiến cho lối chơi của U23 Việt Nam thiếu đi tính liền mạch, trôi chảy. Không cần phải là người có con mắt chuyên môn mới nhận ra U23 Việt Nam còn một chặng đường quá dài để thực sự triển khai được lối chơi kiểm soát bóng mà huấn luyện viên Chaucier mong muốn. Chính nhà cầm quân người Pháp cũng thừa nhận điều này. Ông cho rằng phẩm chất của các cầu thủ chưa đủ để họ có thể hoàn thành những yêu cầu về chiến thuật. Chiến lược gia người Pháp phân tích về nền tảng cầu thủ nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung, các cầu thủ còn nhiều hạn chế về chất lượng từ cách thực hiện đường chuyền, các tình huống cơ bản như khống chế và nhận bóng. Tôi hy vọng các huấn luyện viên đang làm việc ở cấp độ trẻ sẽ giúp các cầu thủ cải thiện năng lực cá nhân cơ bản. Ở đội tuyển, chúng tôi cũng đang cố gắng cải thiện mọi thứ để tạo nên bước tiến tốt hơn. Nhiệm vụ của tôi là hướng dẫn cho họ về đấu pháp như thế nào cho hợp lý, những phương án khai thác khoảng trống hay sơ hở của đối thủ. Cầu thủ hiểu được điều đó. Tuy nhiên, khi bước vào trận đấu thực tế thì chuyện thực hiện được các điều tôi hướng dẫn vẫn còn rất hạn chế. Đây cũng là điều dễ hiểu khi hầu hết các tuyển thủ U23 đều là những người non nớt về kinh nghiệm, chưa có nhiều thời gian thực chiến ở đấu trường V-League. Bên cạnh đó, cần phải thẳng thắn nhìn nhận rằng lứa cầu thủ U23 hiện tại khó có thể so về mặt chất lượng với lứa của Quang Hải, Công Phượng, Duy Mạnh, Văn Hậu, những người đã tạo nên kỳ tích Thường Châu 2018. Các thành viên trong U23 Việt Nam hiện tại cần phải nỗ lực rất nhiều để có thể tạo nên những ấn tượng như lớp đàn anh. Vai trò của huấn luyện viên Chaucier cũng cần được nhắc tới. Một nhà cầm quân giỏi sẽ không chỉ áp đặt triết lý của mình lên các học trò một cách cứng nhắc, bất chấp việc họ có thực hiện được hay không mà còn phải biết liệu cơm gấp mắm, điều chỉnh sao cho phù hợp với chất lượng đội ngũ đang có trong tay. Khi U23 Việt Nam không thể đạt đến tầm cỡ mà phù thủy chẳng mong muốn, nhiều khả năng nhà cầm quân này sẽ phải có những thay đổi để tối ưu hiệu quả, sự quen thuộc hay bảo thủ. Trong các trận đấu với U23 Đảo Guam và U23 Yemen, huấn luyện viên Chaucier đều sử dụng bộ khung đội hình đã quen thuộc của ông. Từ SEA Games 32, đội hình xuất phát của U23 Việt Nam tương đối dễ đoán những cái tên như Nguyễn Ngọc Thắng, Trần Quang Thịnh, Lương Duy Cường, Phan Tuấn Tài ở hàng phòng ngự, Võ Minh Trọng, Nguyễn Đức Phú ở hai bên hàng lăng cánh, Nguyễn Thái Sơn ở hàng tiền vệ, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Văn Tùng và Lê Văn Đô Đá trên hàng công. Về lý thuyết, đây là bộ khung tốt nhất của U23 Việt Nam thời điểm hiện tại với những cầu thủ đã ít nhiều, khẳng định được khả năng tại V-League, thậm chí được triệu tập lên đội tuyển quốc gia như Lương Duy Cường, Phan Tuấn Tài, Lê Văn Đô hay Nguyễn Thái Sơn. Bên cạnh đó, họ cũng là những người có thời gian gắn bó tương đối lâu với huấn luyện viên Chaucier và hiểu được những mong muốn về mặt vai trò chiến thuật từ ông thầy người Pháp. Mặc dù vậy, nhóm cầu thủ quen thuộc này lại chưa thể hiện được những phẩm chất vượt trội giúp họ có được chỗ đứng vững chắc trong đội hình của thầy Chaucier. Ở các trận đấu với U23 Đảo Guam và U23 Yemen, khó có thể nói rằng những trụ cột được huấn luyện viên người Pháp lựa chọn đã chơi tốt. Một vài người còn gây thất vọng lớn, điển hình như Văn Tùng, trung phong đã gây ấn tượng mạnh tại SEA Games 32. Cho thấy rõ phong độ không tốt với những tình huống chạm bóng rất thiếu cảm giác và thường xuyên thực hiện những đường chuyền sai địa chỉ. Khi U23 Việt Nam gặp bế tắc trước U23 Yemen, huấn luyện viên Chaucier cũng đã tạo điều kiện cho những quân bài dự bị vào sân và điều đáng nói là họ đều chơi ấn tượng hơn những người đá chính trước đó. Cố Văn Cường và Khuất Văn Khang cho thấy sự năng động hơn ở hai hành lang cánh, trong khi cánh chim là Đình Bắc và Bùi Vĩ Hào giúp những đợt tấn công trở nên trực diện hơn. Cuối cùng, chính cầu thủ vào sân thay người là Vĩ Hào đã đem đến bàn thắng quyết định trận đấu. Những gì mà các cầu thủ dự bị đã thể hiện chắc chắn mang đến cho thầy Chaucier nhiều suy nghĩ về bộ khung của ông ở đội U23 Việt Nam lúc này. Một vài cái tên xứng đáng được trao cơ hội nhiều hơn, nổi bật như Khuất Văn Khang. Cầu thủ thuộc biên chế Viettel sở hữu cái chân trái rất kỹ thuật cùng tư duy thông minh, giúp anh có thể cầm bóng đột phá và tạo ra nhiều đột biến. Bên hành lang cánh phải, Hồ Văn Cường có lẽ cũng nên được chơi nhiều hơn Đức Phú, người thật ra có sở trường đá tiền vệ phòng ngự. Việc ưu tiên sử dụng những cầu thủ có phong độ tốt nhất thay vì các gương mặt quen thuộc sẽ buộc các cầu thủ phải nỗ lực nhiều hơn khi tập luyện, tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh trong đội hình. Ngoài ra, nó cũng kích thích những gương mặt mới thể hiện bản thân để có được suất đá chính. Ở các chiến dịch tiếp theo,
U23 Việt Nam cần phải có thêm những miếng đánh đặc sắc để sẵn sàng sử dụng trong mọi hoàn cảnh. Trong khi đội U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Châu Siêu tham dự vòng loại U23 châu Á 2024, đội Olympic Việt Nam tham dự ASEAN 19 do huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn Cầm Quân cũng đang gấp rút chuẩn bị để tham dự giải đấu tại Trung Quốc. Theo kế hoạch của VFF, thành phần đội Olympic dự ASEAN 19 sẽ chủ yếu ưu tiên cho lứa cầu thủ U20. Một số cầu thủ của 23 Việt Nam hiện tại sẽ hội quân cùng đội Olympic của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn ngay sau khi U23 Việt Nam khép lại chiến dịch vòng loại U23 châu Á 2024. Khi ông Châu Siêu nhận lỗi về mình, rất hiếm khi nghe huấn luyện viên người Pháp nhận trách nhiệm về sự chỉ đạo của mình, nhưng ở trận hòa đối thủ yếu Singapore, ông Philip Châu Siêu tiết lộ mình đã cho các học trò chơi tự do mà không quan tâm đến tỷ số. Đội tuyển U23 Việt Nam VN sớm giành vé chơi vòng chung kết U23 châu Á chỉ sau 2 vòng đấu ở sân nhà Việt Trì, khiến cho trận cuối thủ tục gặp U23 Singapore lần đầu tiên có đến 2 lần bị thủng lưới. Ông Châu Siêu đã chỉ thẳng ra những hạn chế của các tuyển thủ trẻ lớn của cả làng bóng đều đi vào lối mòn này. U23 Việt Nam còn phải học nhiều. Hai bàn thua ở trận tiếp đối thủ, Singapore yếu hơn và chắc chắn bị loại đã khiến các tuyển thủ trẻ Việt Nam bộc lộ nhiều sơ hở trong lối chơi lẫn cách làm chủ tình thế. Giữ bóng đến 85% thời lượng, với hàng chục cú dứt điểm nhưng chỉ có 2 lần chọc thủng lưới đối phương từ tình huống cố định, phạt đền và xuất phát từ phạt góc đã làm không an tâm. Huấn luyện viên người Pháp thừa nhận ông đã cho cầu thủ trình diễn tự do hơn sau khi đã nắm chắc vé vào vòng chung kết U23 châu Á 2024. Thực tế ông Châu Siêu có thể muốn thử thách các học trò khi cho họ chơi giao hai lưới. Rất nhiều cầu thủ mới hoặc thường ngồi ghế dự bị tận dụng cơ hội ra sân sẽ chơi bốc lửa hơn với một tâm lý thoải mái để ghi điểm với thầy bằng những pha bóng đột biến. Nhưng tác dụng ngược của nó trong hoàn cảnh này là U23 Việt Nam đã chủ quan dẫn đến thiếu cố gắng và thiếu tập trung ở các pha bóng quyết định. Như ông Châu Siêu tự thú, dĩ nhiên huấn luyện viên lão luyện 68 tuổi không khó nhìn ra những sai sót của học trò. Không chỉ ở trận đấu lên lòng với Singapore mà còn trong hai trận mở màn thắng Guam 6-0, qua mặt Yemen 1-0 có nhiều thời điểm chơi rất khó nhọc mới tìm ra bàn thắng. Ông Châu Siêu không nỡ trách móc cầu thủ nào, nhưng chắc chắn ông sẽ còn chỉnh sửa nhiều cho lứa kế thừa của đội tuyển quốc gia. Cho góp mặt ở vòng loại World Cup 2026, hạn chế của các học trò huấn luyện viên Châu Siêu cả trên tuyển quốc gia xuống đến U23 Việt Nam là chưa sắc nét trong các miếng tấn công và tận dụng thời cơ. Bệnh dứt điểm kém từ những pha phối hợp mở, huấn luyện viên Châu Siêu nói rõ. V-League chủ yếu dựa vào ngoại binh và tranh thủ tận dụng các tình huống cố định từ lâu đã trở thành một thứ của cầu thủ Việt Nam mà thiếu đi sự sắc sảo trong những đường phối hợp đẹp để dẫn đến bàn thắng. Đây cũng là điều mà đồng nghiệp trẻ Hoàng Anh Tuấn khi nhận quyền nắm đội U23 Việt Nam đá giải Đông Nam Á. Từ ông Châu Siêu đã bắt buộc các học trò phải giữ chắc bóng, kiểm soát lối chơi và thế trận duy trì trong suốt 90 phút. Tuy nhiên, không dễ cho huấn luyện viên ở các đội tuyển quốc gia thay đổi thói quen lệ thuộc với những cú phất dài vượt tuyến cho tiền đạo ngoại tự xoay sở tìm bàn thắng. Nó khiến cầu thủ Việt Nam dần bị mai một đi khả năng phối hợp nhóm và tìm đường đột phá vào khung thành đối phương để ghi bàn, đặc biệt từ 1/3 cuối sân. Thậm chí, ông thầy người Pháp có lúc còn không sử dụng một trung phong đích thực nào. Một phần do nhiều tiền đạo nội không có đất diễn ở sân chơi V-League và phẩm chất có lẽ không hơn đồng nghiệp có khả năng sút cầu môn. Hạn chế của các học trò huấn luyện viên Châu Siêu cả trên tuyển quốc gia xuống đến U23 Việt Nam là chưa sắc nét trong các miếng tấn công và tận dụng thời cơ. Dưới thấy các chân sút thường bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, dù phần lớn thời gian đã tuân thủ ý đồ chiến thuật của ông với lối chơi giữ bóng chặt chẽ. Huấn luyện viên Châu Siêu mong mỏi ở đợt hội quân tuyển quốc gia trong dịp FIFA đưa vào tháng 10 với 3 trận giao hữu chất lượng, ông sẽ giúp các học trò cải thiện hơn về lối chơi, đặc biệt là tính sát thương sau những pha tấn công mở. U23 Việt Nam chưa đủ tốt, vấn đề nằm ở đâu? Kết thúc trận đấu cuối ở vòng loại U23 châu Á 2024, huấn luyện viên Philip Châu Siêu thừa nhận các học trò của ông chưa đủ tốt. Và không khó để nhận thấy vấn đề nằm ở đâu. Trận hòa 2-2 với U23 Singapore đồng nghĩa với việc lần đầu kể từ tháng 7 năm 2017, sau trận thua U23 Hàn Quốc 1-2 ở vòng loại U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam mới mất điểm và bị thủng lưới trong một trận đấu thuộc vòng loại U23 châu Á. Mạch 7 trận toàn thắng và giữ sạch lưới vắt qua 3 kỳ vòng loại thực sự ấn tượng, cho thấy Việt Nam không chỉ tạo dựng thói quen tham dự vòng chung kết U23 châu Á mà còn giành vé theo cách ấn tượng nhất. Trong bóng đá, không có gì kéo dài mãi. Khi nó kết thúc, nhắc nhở tất cả rằng chúng ta đang ở một giai đoạn mới, với huấn luyện viên mới và theo đuổi triết lý mới. Triết lý ấy được nhắc đi nhắc lại bởi ông Philip Châu Siêu sẽ đưa bóng đá Việt tiến xa, cạnh tranh song phẳng với các đối thủ mạnh ở tầm châu lục, thậm chí thế giới. Lẽ dĩ nhiên, mạo hiểm hơn cũng đồng nghĩa với nhiều rủi ro hơn. Như ở phút 84 trận đấu với U23 Singapore, trong thế dẫn trước 2-1, thay vì chơi thực dụng để bảo vệ thành quả, U23 Việt Nam vẫn đề cao đội hình, miệt mài phối hợp để tìm kiếm bàn thắng tiếp theo. Đặt giả thiết nếu đường chọc khe của Hồng Phúc tới chân Lê Văn Đô
đó chắc chắn là một tình huống nguy hiểm có thể dẫn tới bàn thắng. Và huấn luyện viên Chelsea ở sẽ rất tự hào bởi cách dàn xếp tấn công của các học trò khi Minh Khoa lùi lại nhận bóng, kéo theo hậu vệ đối phương và tạo khoảng trống để Văn Đô di chuyển vào. Thật không may, đường truyền của Hồng Phúc Huy Don. U23 Singapore có bóng và phản công rất nhanh trong bối cảnh U23 Việt Nam chỉ còn một cầu thủ ở phần sân nhà. Huấn luyện viên Chelsea hiểu rõ hơn ai hết vấn đề của U23 Việt Nam. Bước đầu họ đã hiểu ông muốn gì và từng bước cải thiện kỹ năng kiểm soát bóng cũng như di chuyển, kéo người, kiến tạo không gian. Thế nhưng thứ tất cả thiếu là sự chính xác ở những pha xử lý cuối cùng. Đây là điều rất khó để học bởi phụ thuộc vào tâm lý thi đấu cũng như tư duy, kỹ năng từng cầu thủ. Theo cách nói của huyền thoại Johan Cruyff, kỹ thuật không phải là việc tung hứng quả bóng 1.000 lần mà là chuyển bóng với một cú chạm, với tốc độ hợp lý, vào đúng chân thuận của đồng đội. Việc không tìm được những phương án chuẩn xác ở thời khắc quyết định dẫn đến việc U23 Việt Nam bế tắc trong việc ghi bàn. 4 bàn gần nhất của họ đều xuất phát từ tình huống cố định, đều đi ngược với tiêu chí của huấn luyện viên Chelsea, rằng triết lý của ông phải được cụ thể hóa bằng những bàn thắng từ tình huống mở. Bên cạnh đó, U23 Việt Nam có vấn đề trong quản lý rủi ro. Họ cần hình thành tư duy phòng ngự trong lúc tấn công, giảm thiểu nguy cơ mất bóng và lùi về có hệ thống để chống phản công. Sau khi may mắn không phải nhận bàn thua ở hai trận đầu tiên, một số nghĩ rằng U23 phòng ngự chắc chắn, nhưng không phải. Đó vẫn là hàng thủ mong manh từng nhận 7 bàn thua sau 6 trận SEA Games 32. Để làm tốt mọi thứ đòi hỏi quá trình dài cải thiện chất lượng cầu thủ, từ đầu óc đến kỹ năng. Và trận đấu với U23 Singapore té ra lại vô cùng hữu ích. Ngoài các bài học, kết quả hòa nhấn mạnh chúng ta còn rất nhiều việc phải làm và hoàn toàn có thể bị trừng phạt nếu vẫn tiếp tục chưa đủ tốt.